Thân ái chào các em. Tuần trước chúng ta đã học đến hết phân phối chuẩn. Hôm nay thì tiếp tục bài về các phân phối, nhưng là một hàm của các phân phối. Mời các em nhìn lên màn hình. Trong hàm của các phân phối đó, thì như tuần trước thầy đã nói, cho trước một cái phân phối có nghĩa là cho, hoặc là hàm mật độ, hoặc là hàm phân phối. Hàm mật độ là F nhỏ, hàm phân phối là F lớn. Bây giờ ta sẽ tìm cái hàm của cái hàm đó, tức là cho X là biến ngẫu nhiên có hàm phân phối, hàm mật độ, hàm mật độ hoặc hàm phân phối. Bây giờ bài toán đặt ra là ta sẽ tìm một cái hàm của cái biến ngẫu nhiên x đó. Ví dụ cho x, tìm hàm của x bình, hàm của x ba, vân vân, hàm của căn x, vân vân. Bây giờ ta sẽ xem một trường hợp đặc biệt. Trước đây là hàm tổng quát, bây giờ ta sẽ trong trường hợp đặc biệt về phân phối chuẩn. Ví dụ cho x là thuộc chuẩn mu sigma bình nha. Thì x trừ mu tức là cái hàm của biến ngẫu nhiên x trừ mu thì sẽ thuộc chuẩn 0 và sigma bình. Cái này hiển nhiên, phải không các em? Đây là chẳng qua là phép tịnh tiến thôi, tức là mu ở đây đang là hoành độ ở đỉnh là mu. Bây giờ biến ngẫu nhiên x trừ mu thì ta sẽ thấy là nó đưa cái đỉnh về 0, và sigma thì vẫn vậy, sigma thì vẫn vậy, đúng không? Cái này thì hiển nhiên quá, phải không? Bây giờ ví dụ của ví dụ 2 nó phức tạp hơn. Các em có thể ghi ví dụ 2 là như vậy. Cho cái hàm mật độ fx nhỏ đây. Tất nhiên là hàm mật độ này thầy đã lựa nó phải đúng với tính chất của hàm mật độ rồi, có nghĩa là sigma đi từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng phải bằng 1. Cụ thể ở đây sẽ là trừ 2 cho đến cộng 2. Trừ 2 cho đến cộng 2. Đấy. Thì tích phân từ trừ 2 đến cộng 2 sẽ bằng 1. Và thầy sẽ vẽ cái hàm này, hai cái hàm nhá. Một cái hàm là fx là hàm mật độ của nó đây, trong khoảng từ trừ vô cùng cho đến trừ 2 thì cái biểu thức hàm của nó là như vậy, x cộng 2 chia 6, trừ từ trừ vô cùng cho đến 2 là bằng 0, còn x cộng 2 chia 6 là trong khoảng từ trừ 2 cho đến trừ 1/2. Trong khoảng từ trừ 1/2 đến 0 thì là 3x chia 2 cộng 1, vân 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 vân, cho đến trong cái khoảng từ 1/2 cho đến 2 thì là trừ x cộng 2 chia 6. Đây nó có tất cả là mấy nhánh các em? Một nhánh nè, một nhánh bằng 0 nè, 2 nè, nhánh này là x cộng 2 chia 6 nè, nhánh này là 3x chia 2 cộng 1 nè, và ba nhánh còn lại là đối xứng. Và như vậy thì cái hình của nó đây, cái hình của hàm fx đây. Và như vậy ta có thể hình dung được là diện tích của cái hình mũi tên này nè là nó sẽ bằng 1, để nó đảm bảo cái tính chất đây là hàm mật độ. Đấy. Như vậy, nhìn vào đây, nhìn vào cái hình thì các em biết là 0 tại cái điểm 0 nè, thì xoay con chuột đây. Tại cái điểm 0 thì nó sao nào? Nó sẽ là mod của nó là lớn nhất nè. Mod là bằng 0 nè, mod là tại 0 luôn nè. Và kỳ vọng của nó cũng bằng 0. Các em có thể tính toán để kiểm định lại cái này, kiểm chứng lại cái điều mà thầy mới nói là kỳ vọng của cái hàm này bằng 0, của cái hàm của biến ngẫu nhiên này nè, của biến ngẫu nhiên x này nè bằng 0. Tất nhiên là nếu mà tính toán thì phức tạp, nhưng mà ta chỉ cần nhìn hình thì chỉ cho các em một điều là nhìn hình ta có thể ta đoán được một số các tính chất đặc trưng của cái biến ngẫu nhiên. Ví dụ như cái hình fx này thì ta có là mod là bằng 0,
ha. Expectation của nó cũng bằng 0, có nghĩa là kỳ vọng bằng 0. Và gì? Và median của nó cũng bằng 0 luôn, tại hình này nó đối xứng qua cái trục trục tung. Đấy, median của nó bằng 0. Đấy. Thấy chưa? Rồi bây giờ ta xem cái hàm G nhá. Có một cái hàm G. Hàm G cũng là hàm mật độ luôn, hàm mật độ. Nhưng mà ý đồ của thầy là thầy lấy từ cái hàm F này thầy chuyển sang hàm G bằng cách là gì? Thầy cho cái đỉnh này nè, nó tịnh tiến đi một đoạn, nó tịnh tiến đi một đoạn, nó tịnh tiến đi một đoạn. Đoạn này nó sẽ là bằng một một phần hai, một nửa đó các em, một nửa đó, tức là đỉnh của nó đây nè. Đấy, đỉnh ở đây là không, đỉnh ở đây sẽ là một phần hai đấy nhá. Đỉnh ở đây nó sẽ là một phần hai, và như vậy cái hàm này đó, muốn cái hàm fx này nè, muốn sang cái hàm gx thì ta chỉ cộng cho bao nhiêu thôi, tức là ta chỉ đẩy lùi, đẩy tiến lên, đẩy tiến lên mà đẩy theo nghĩa tiến lên là x sẽ tăng thêm một phần hai nữa. Đấy, thì ta sẽ vẽ được cái hàm này, hàm gx này, hàm gx với hàm fx là như nhau, nhưng mà nó chỉ có tịnh tiến, gx là nó tịnh tiến một cái đoạn một phần hai nữa thôi, cái đỉnh của nó nhích ra một phần hai. Thế thì cái gì? Thế thì cái gì? Thế thì theo những cái định lý tuần trước thầy đã nói, thế thì chắc chắn là hàm fx và hàm gx cùng đặc trưng như nhau đúng không? Nhưng mà kỳ vọng ở bên anh này bằng không, kỳ vọng anh này sẽ bằng một nửa. Phương sai thì sao nào? Phương sai thì giống nhau chắc chắn rồi. Phương sai là các em nhìn cái đáy đó ha, nhìn cái đáy tổng thể nó giống nhau, như vậy phương sai ở đây là bao nhiêu thì phương sai ở hàm gx cũng bằng bấy nhiêu. Đó. Đúng không nào? Bây giờ nhá. Như vậy là kỳ vọng của hàm phân phối gx sẽ là 1/2 như nãy thầy nói. Các em kiểm chứng với cái hàm này thì thầy đưa lại một tí nhá, để các em có đủ thời gian các em ghi lại cái hàm. Tất nhiên kiểm chứng cái này thì hơi khó. Thầy chỉ kiểm chứng trên màn hình. Màn hình thôi. Còn về cụ thể tính chất để mấy em kiểm chứng những cái điều mà thầy đang nói đây, nào là phải lấy tích phân, phải không? Lấy tích phân từ trừ 2 cho đến 2, rồi giá trị nhân với xác xác suất là fx nhân với fx dx đó, để tìm ra kỳ vọng. Thì tất nhiên mấy cái này nó hơi khó đấy, nó hơi khó. Thì các em về, các em có thời giờ các em kiểm tra những cái điều thầy đang nói ở trên, các em ghi lại một tí cái hàm nhé. Fx nó là cái này, gx là cái này, gx là cái này. Để các em ghi một tí. Thầy nói lại đây là cái hàm f từ cái hàm g nó chỉ tịnh tiến trục hoành cái đỉnh đi thêm một cái đoạn 1/2 nữa mà thôi. Đấy, cho nên về bản chất á, của hàm fx đặc trưng của nó như thế nào thì đặc trưng của gx cũng tương tự như vậy. Ở đây nó chỉ khác có một điều là cái tịnh tiến đi một đoạn 1/2, như vậy mốt của nó cũng bằng 1/2, phải không? Median của nó cũng bằng 1/2 và expectation của nó cũng bằng 1/2, đó là kỳ vọng cũng bằng 1/2 à. Và sigma của nó thì như nhau rồi nhá. Thì lật trang nha. Như vậy kỳ vọng của phân phối gx là 1/2, các em kiểm chứng điều này. Tiếp theo, kỳ vọng của fx sẽ là 1/2 trừ 1/2 bằng 0. Thì như nãy thầy đã nói là x trừ mu đó thì nó trở về 0 lại. Bây giờ mình tính cái kỳ vọng của gx trước. Gx thì các em kiểm chứng nó chính là 1/2. Kiểm chứng này thì hơi phức tạp đấy, phải không? Các em về nhà các em cần kiểm chứng. Tuy là phức tạp về tính toán nhưng mà nó lại đơn giản thôi, nó đơn giản về thuật toán. Phức tạp thì tại vì nó phải tính nhiều thôi, còn đơn giản về thuật toán nhé. Và như vậy kỳ vọng của fx theo định lý trên thì sẽ là x trừ cho mu đó, x trừ mu thì kỳ vọng của nó sẽ là 1/2 trừ 1/2 sẽ bằng 0 đó. Và cả hai phân phối có cùng phương sai là bằng sigma bình bằng 11/24. Các em ghi lại rồi các em kiểm chứng cái đề này cho thầy về nhà xem như bài tập. Cái này thầy chỉ nói về kết quả thôi, kết quả.
cả hai cùng có phương sai như nhau nhá. Điểm phân vị, điểm phân vị x 2/3 tức là gì đây các em? Thì nhắc lại, điểm phân vị x 2/3 có nghĩa là cái hoành độ mà chia từ bên trái cho đến cái điểm x 2/3 này nè, chiếm 2/3 diện tích, chiếm hình 2/3 diện tích của cái hình mũi tên đó đó. Thì của hàm phân phối fx, của hàm phân phối fx chính là 2/3 trừ căn 2/3. Các em ghi lại kết quả để kiểm chứng nha, để kiểm chứng. Điểm phân vị của x 2/3 trên cái hàm fx chính là 2/3 trừ căn 2/3. Rồi, thì ta xem cái điểm phân vị của hàm z là bằng bao nhiêu? Z bằng bao nhiêu các em? Ta tịnh tiến mà, fx là như vậy thì z ta phải tịnh tiến thêm 1/2, tức là cộng thêm 1/2 vào đây nữa, đúng không? Cộng thêm 1/2 vào cái của cái fx này nè, điểm phân vị fx này nè. Thì nó ra là điểm phân vị x 2/3 của z. Đồng ý không các em? Nhìn cái hình các em thấy hợp lý đúng không? Đó. Và một cái định lý tổng quát, một cái định lý tổng quát để các em có thể suy diễn được tất cả những cái về sau, các em cảm thấy là giống giống như cái này thì các em suy luận nhá. Thì phát biểu một cái định lý như vậy: nếu hàm mật độ xác suất có trục đối xứng, tức là có hình đó là hình đối xứng, ví dụ như là hình nào là đối xứng nào các em? Từ những cái mà ta đã học từ trước giờ là hình nào là đối xứng, các phân phối nào đối xứng, chuẩn chắc chắn là đối xứng rồi, phải không? Chuẩn chắc chắn là đối xứng. Binomial thì chưa chắc là đối xứng, chỉ đối xứng khi nào p bằng 0.5 thôi, còn b mà nó lệch nhỏ gần bằng 0 hoặc là gần bằng 1 thì binomial cũng không đối xứng. Hàm gì nào? Hàm phân phối siêu bội cũng không đối xứng. Đấy, không đối xứng. Poisson không đối xứng. Đấy. Nhưng những cái hàm nào đối xứng thì các em sẽ theo cái định lý này nhá. Nếu hàm mật độ có trục đối xứng thì kỳ vọng và max và mode trùng nhau tại hoành độ của trục đối xứng. Tức là ba cái như nãy thầy nói đó. Kỳ vọng, expectation, median và mode của nó là trùng nhau nhá, trùng nhau. Các em nhớ cái tính chất này. Cho nên là có thể trong những cái câu hỏi trắc nghiệm, người ta vẽ cái hình thôi, người ta kêu mode, người ta kêu tìm mode, tìm median, tìm expectation. Các em nhìn vào hình, các em nói luôn được đáp số nhá, nói luôn được đáp số. Bây giờ ta sang một ví dụ khác. Hệ quả của ví dụ trên với A là 1 chia cho sigma và B là trừ mu chia sigma. Hệ quả của cái ví dụ trên á, của cái ví dụ mà chuẩn á, chuẩn nha. Bây giờ cho như vậy. Cái điều này thầy mắc nợ các em ở 2 tuần trước đúng không? 2 tuần trước thầy có phát biểu một cái tính chất này và thầy nói là thầy sẽ mắc nợ các em, mà hôm nay thầy sẽ chứng minh cái điều này. Và cái điều này thì nhớ nha các em, chuẩn là cái tính chất này cực kỳ quan trọng, cái công thức vàng đấy nhá. Cho x thuộc mu sigma bình thì ta đặt cái biến t là biến ngẫu nhiên x trừ mu chia sigma, thì cái biến ngẫu nhiên t này sẽ thuộc chuẩn đơn giản 0/1. Cái này thuộc phức tạp mu, tức là tổng quát mu sigma bình, thì sau khi ta đổi biến như thế này thì nó thuộc chuẩn 0/1 các em, đơn giản. Và người ta sẽ tính toán trên cái chuẩn 0/1 này. Đấy, rồi ta lại suy ngược lại cho cái biến x, có nghĩa là ta sẽ tính toán trên cái biến t, sau đó ta chuyển đổi lại cái biến x qua cái công thức là x sẽ bằng là t sigma cộng mu là xong, đúng không? Đấy.
Như vậy là với cái ví dụ trên đó, x thuộc chuẩn mu sigma bình thì x trừ mu sẽ thuộc không rồi. Giờ ta chia thêm cho sigma thì trước đây ta đã chứng minh chia cho sigma thì nó sẽ thuộc chuẩn 0,1. Đấy. Và cái điều này thầy cũng đã chứng minh rồi, phải không? Hôm nay thầy chỉ ứng dụng lại cái công thức ở trên để thầy khẳng định là nó thuộc vào chuẩn 0 và 1. Đấy. Thì ta có thể chứng minh trực tiếp bằng định nghĩa như sau. Thì cái gì mà chứng minh trực tiếp bằng định nghĩa thì ta nên nhớ một điều là phải chứng minh dùng vi tích phân. Vi tích phân lấy đạo hàm của hàm phân phối thì sẽ ra hàm mật độ, phải không? Hoặc là tích phân hàm phân phối sẽ ra hàm mật độ. Ta có thể tính trực tiếp như sau. Bây giờ nếu chứng minh cái t này thuộc chuẩn 0,1 đó, thì thầy viết lại cái hàm phân phối của cái biến t, đúng không? Hàm phân phối của biến t thì theo định nghĩa cái dấu bằng này thì hoàn toàn theo định nghĩa chính là xác suất cộng dồn tất cả các xác suất trước x. Đó. Và cái dấu bằng này thì ta chỉ viết lại cái biến t thôi, biến t ở trên thì để ở đây, x thì vẫn để ở đây bất đẳng thức nhé, vì sigma luôn luôn là dương cho nên thì nhân lên. Và như vậy theo đúng định nghĩa cái dấu bằng này nè chính là hàm phân phối của cái biến x nhé. Ở đây là biến t, t thì ở đây nó là t một cách hình thức, phải không các em? Đây x thì đây là hàm phân phối của x, như vậy sẽ nhỏ hơn sigma x cộng mu. Và như vậy là ta từ cái hai cái dấu, từ cái biểu thức này f tx bằng cái này bằng fx của sigma x nhỏ cộng mu, giờ ta sẽ lấy đạo hàm theo biến x nhỏ nhé. Ta lấy đạo hàm thêm biến x nhỏ nè. Và ta chú ý một điều nhé. Lấy đạo hàm hợp. Rồi. Đây. Đạo hàm của cái f lớn thì chính là f nhỏ đây. F lớn của t thì f nhỏ của t. Chính là hàm mật độ đấy. Bên này lấy đạo hàm của anh này nhá. Lấy đạo hàm của cái thành phần này đây. Thì viết lại đây. Đạo hàm của f lớn x thì chính là f nhỏ x. Biến thì như nhau để sang bên này bình thường. Nhưng mà sao đây xuất hiện cái sigma ở đâu đây? Xuất hiện cái sigma này ở đâu các em? Ở đâu đây? Chính là lấy đạo hàm hợp đây nè, phải không? Thầy đang nói chú ý đây nè. Lấy đạo hàm hợp có nghĩa là ở đây là cái biến này là không phải là cái biến x lớn mà nó theo một cái biểu thức, cho nên ta phải lấy thêm cả cái đạo hàm của cái biến. Đúng không? Vậy nó toi ra cho mình cái sigma là đây đây, sigma đây. Rồi, vậy là đây còn sigma. Bây giờ ta thế vào thôi. F nhỏ ta đã biết rồi, F nhỏ x biến như thế nào thì ta biết y chang như vậy. Sigma thì thầy để nhân ở đây nè, sigma này chính là sigma này. Còn cả cái biểu thức méo méo này nè, nó thầy khoanh này nè. Đó. Thì chính là cái F nhỏ x. Ta chỉ có thêm cái biến x nó vào đây thôi, còn trừ mu rồi 2 sigma bình rồi sigma chia căn 2 pi là bản chất của cái f nhỏ x này, phải không? Bây giờ ta biến đổi một tí nhá. Thầy biến đổi cái này một tí nè. À, thầy biến đổi cái này một tí thì sao? Mu trừ mu mất. Sigma bình bình phương lên chia sigma bình ở dưới hết. Chỉ còn có anh này thôi. Và sigma này đơn giản chỉ còn cái này. Và như vậy cái biểu thức cuối cùng chính là gì các em? Biểu thức cuối cùng này chính là gì đây? Hàm mật độ fx trong trường hợp mu bằng 0 và sigma bằng 1. À, và như vậy ta đã chứng minh được cái công thức bằng này. Xong nha các em. Đấy, đây chính là hàm mật độ phân phối của chuẩn đơn giản. Đấy. Xong nha.
Bây giờ ta sang nè, ví dụ khác nè. Giờ biến ngẫu nhiên x có hàm mật độ xác suất là f nhỏ x. Tìm hàm mật độ xác suất của x bar. Đấy, thì như bài toán ban đầu thầy đã nói, cho hàm mật độ là f nhỏ x của cái biến x. Bây giờ ta sẽ tìm hàm mật độ của cái x bar. Đó. Thì gặp những bài toán này các em giải theo định nghĩa, giải theo định nghĩa của cái hàm phân phối nhá. Ta lấy đạo hàm để ta ra hàm mật độ. Cái này đơn giản nhá, thầy giải luôn. Như vậy, viết lại nè, f y lớn, tức là cái y thầy đặt là y chính là x3 đó, f y lớn của biến y nhỏ nhá. Thì dấu bằng này thì hiển nhiên theo định nghĩa chính là cộng tất cả các xác suất trước cái y nhỏ này. Trước cái y nhỏ này. Xác suất tất cả của cái biến ngẫu nhiên y trước y nhỏ. Dấu bằng này là do định nghĩa. Còn dấu bằng này thì do ta thế vào thôi. Thế y bằng x3 vào, phải không? Rồi ta sang đến dấu bằng này. Tại sao ra được? Tại vì thầy lấy căn bậc 3 của hai vế. Thì hàm vì hàm căn bậc 3 là hàm hàm sao nào? Hàm đồng biến, cho nên bất đẳng thức không thay đổi. Căn bậc 3 lên hai vế thì ta được cái này nhá. Và như vậy, theo đúng định nghĩa một lần nữa thì xác suất của những cái biến x mà cộng trước nó là cái căn bậc 3 của y thì chính là f lớn của x. Một biến chính là mũ căn bậc 3 của y nhá. Ở đây là chính là căn bậc 3 của y. Và như vậy thì ta viết lại thôi. Ta viết lại nhá. Ta lấy đạo hàm hai vế và ta viết lại theo đúng với cái công thức tương tự như cái ví dụ trước đây, ví dụ 3 đó. Lấy đạo hàm hai vế nè. Lấy đạo hàm của anh này thì sẽ ra là gì? F nhỏ y biến y. Và lấy của đạo hàm của anh này. Và nhớ là đạo hàm hợp hả? Lấy đạo hàm của cái f lớn x này thì sẽ ra là f nhỏ x. Biến thì nó bên vậy, nhưng mà ta lấy thêm cái đạo hàm hợp của cái biến này nữa là xong. Đúng không các em? Đây. Lấy đạo hàm này thì ra cái nhỏ này rồi. Bây giờ ta lấy đạo hàm bên này. Thì biến y nha. Thì biến y thì đạo hàm của f lớn x ra f nhỏ x, biến thì vẫn để nguyên. Nhưng phải lấy thêm cái đạo hàm hợp của cái bên trong này nè, biểu thức bên trong nè, thì ra là 1/3 y 1 chia cho 1/3. Hay ta rút gọn lại. Bên này vẫn để nguyên và cái này thì rút gọn lại là xong. Như vậy, hàm đáp số của ta, hàm mật độ của y của biến y chính là hàm mật độ của cái biến x, tại vì f này là của x mà, phải không? Nhưng biến ta chỉ thế vào là căn bậc 3 của y và nhân thêm cái lượng này nữa là xong. Đồng ý không các em? Và như vậy thì ta chấm dứt cái ví dụ 4 ở đây. Các em có thể ghi lại một tí ha. Tức là ở đây người ta chỉ cho tổng quát thôi, người ta chưa cho cái hàm cụ thể nào. Thì người ta nếu mà cho hàm cụ thể thì ta cứ thay cái hàm cụ thể đó, thay cái biến y, thay cái biến x này nè bằng cái biến căn bậc 3 của y, và sau đó nhân thêm cái lượng 1/3 của y mũ 2/3. Ta chấm dứt nha, chấm dứt thí dụ ở đây. Sang ví dụ 5. Bây giờ biến ngẫu nhiên x có hàm mật độ là f nhỏ x, cũng giống như ví dụ 4 thôi các em. Ở đây cũng cho tổng quát, phải không? Chưa cho cụ thể hàm nào cả. Tìm hàm mật độ xác suất của cái biến y lớn bằng e của x lớn, tức là hàm exponent của x, hàm exponent của x. Thì ta cũng làm tương tự như ví dụ 4 thôi, phải không? Tương tự nha, tương tự thầy giải nhanh. Thầy viết lại cái định nghĩa mấy cái này.
Cái này là định nghĩa như hồi nãy rồi, không có gì khó nhá. Đây thầy chỉ thế cái y bằng e của x lớn vào đây thôi. Cái dấu bằng này nè, e của x lớn. E x lớn phải không? Cái này là y. Và như vậy là thầy đã nói là như vậy là e của x thì hàm này luôn luôn là dương. Như vậy y luôn luôn là dương và y nhỏ này cũng dương. Như vậy ta lấy log hai vế. Ta lấy log hai vế thì ta được cái này. Log hai vế của cái biểu thức ở bên trong ngoặc này nè. Thì bất đẳng thức không thay đổi nhá, bất đẳng thức không thay đổi, ta hàm log luôn luôn là hàm đồng biến. Và như vậy cái dấu bằng này lại cho phép ta, nó chính là bằng cái hàm phân phối của x lớn, nhưng mà biến lúc này lại là biến log y. Và từ đây lại một lần nữa ta lấy đạo hàm theo biến y nhá, thì biến y nhỏ đó, thì biến y nhỏ đó nhá. Coi hai cái này nè, biểu thức này và biểu thức đầu và cái biểu thức cuối, ta lấy đạo hàm theo y của biểu thức đầu và biểu thức cuối, ta được kết quả như sau. Đây, đạo hàm này thì chính là f nhỏ của y nhỏ đây, hiển nhiên phải không? Còn lấy cái này, lấy đạo hàm này theo y nhá, theo y thì nhớ là f lớn thì là ra f nhỏ rồi, x biến thì nó vẫn vậy là log y, nhưng nhân thêm một cái lượng của đạo hàm của cái mặt nhỏ này nữa, tức là 1 trên y. Đạo hàm của log y chính là 1 trên y. Và như vậy cho một cái hàm cụ thể nào đó thì hàm mật độ của cái biến y sẽ là cái hàm đó, nhưng thế biến lúc này là biến y là log y. Đây nè, x ta sẽ thế bằng biến log y và nhân thêm một cái lượng là 1 trên y nữa là ta được kết quả cần tìm. Thầy nghĩ rằng ví dụ 4 và ví dụ 5 thì nó cũng giống giống nhau thôi, phải không? Thầy mong các em lãnh hội được điều này tại vì nó cũng đơn giản. Đấy. Như vậy là tóm lại của những cái cấu trúc của ví dụ 4 và ví dụ 5 á, thường người ta chưa cho hàm cụ thể thì người ta bắt tìm cái hàm tổng quát thì mình ra như vậy. Còn nếu mà người ta cho hàm cụ thể thì ta chỉ cần thay thôi, thay biến vào và nhân thêm một cái lượng 1 trên y nữa là xong nhá. Giống như ví dụ 4 thôi. Vậy thầy chấm dứt những cái dạng ví dụ như vậy. Thì sang một cái ví dụ khác. Ví dụ giống như cái ví dụ 5, bây giờ thầy đây là ví dụ 5 phẩy nhá. 5 phẩy nha. Rồi. Bây giờ cho hàm cụ thể luôn, cho hàm cụ thể. Hàm mật độ xác suất của cái biến ngẫu nhiên x là như vậy, 6 chia cho 3 chia cho 65 x bình với điều kiện là x nằm ở trong khoảng này. Nhớ là trong khoảng này đó là bằng ha. Cái dấu này là dấu dấu nhỏ hẳn hoặc là tức là ngoài cái đoạn này ra thì là bằng 0. Ngoài đoạn này ra bằng 0. Ngoài đoạn này ra bằng 0. Hàm mật độ của nó là như vậy. Hàm này là hàm tại cái điểm -1. Tức là trong khoảng -1 cho đến 4 á, -1 cho đến 4 thì ta thấy là nó là hàm tại hai cái điểm 0 và 4 là không liên tục. Cái là bằng 0 tất cả ở hai bên, đúng không? Ở giữa thì nó bằng 3 chia 65 của x2. Hàm này nó hàm không liên tục. Đấy. Không, tại điểm -1 mình thế vào đây là nó không bằng 0, tại điểm 4 cũng vậy, thế vào đây không bằng 0. Bây giờ người ta kêu tìm cái gì? Chứng tỏ fx là hàm mật độ. Tại vì ta đã biết là hàm mật độ thì không cần liên tục đâu. Phải không? Tổng quát của nó không cần liên tục mà nó chỉ cần trong cái khoảng nào đó hoặc trong nhiều khoảng nào đó mà cái hình đó có diện tích bằng 1 là được. Có nghĩa là ta lấy tích phân của cái hàm này từ -1 cho đến 4 sẽ bằng 1. Đấy, để ta chứng tỏ fx là hàm mật độ. Và sau đó ta xét hàm y bằng 2x bình
ta sẽ tìm hàm mật độ của cái biến ngẫu nhiên y này, biến ngẫu nhiên y này nhá, thầy giải nha. Như vậy ngoài ra trong bài toán này còn hỏi thêm phần CDE à, tức là từ cái biến ngẫu nhiên y này ta tính xác suất của y rơi trong khoảng 1/2 cho đến 3/2. B, tính y xác suất của y lớn hơn 1. E, tính y xác suất lớn hơn 2. Và tìm hàm phân phối của y. À, bài toán hơi bị nhiều phải không các em? Giờ các em ghi lại một tí nha. Hàm mật độ các em ghi rồi nha. Chữ 1 cho đến 4 nào. Các em ghi tất cả 5 cái câu hỏi này. A, B, C, D, E, F là 6 câu luôn, phải không? 6 câu. Chứng tỏ là hàm mật độ thì dễ dàng phải không? Set y bằng 2x bình, tìm hàm mật độ của y. Tính xác suất của y, lúc này là y hết nha các em. Đây là y hết, không có x đâu, phải không? Y hết đấy. Y rơi trong khoảng 1/2 đến 3/2. Y lớn hơn 1, y lớn hơn 2. Và tìm hàm phân phối của y. Đó. Bây giờ ta giải nhá. Để từng câu nè, các em ghi đề lại nhá. Để thầy lập trang. Rồi, bây giờ ta giải nào. Bài này phức tạp, phải không các em? Bài này hơi phức tạp đấy. Bài này khó. Các em ghi lại nhá, các em ghi lại. Rồi về nhà các em sẽ kiểm chứng. Về nhà các em kiểm chứng nha. Trên màn hình thầy chỉ giải theo một phương pháp luận. Có thể có nhiều cách nữa cơ. Nhưng mà một phương pháp luận để thầy nói với cái kết quả về các em suy nghĩ, các em kiểm chứng lại nhé. Và các em cũng có thể giải theo những cách khác. Rồi, bây giờ ta giải nào. Trên màn hình bây giờ thầy vẽ một cái hàm. Hàm này là hàm gì? Hàm này chính là cái hàm 2x bình là các em. Hàm này nè. Đây là một parabol mà. Cái này cũng là một parabol nhá. Cái này cũng là một parabol nhưng mà đây thầy vẽ 2x bình đây nè. Như vậy thôi, x bằng 4. 4. 4 thêm vào đây là 16 nhân 2 lên là 32 đây nè. Giờ ta đang tìm cái hàm mật độ của y lớn mà. Giờ thầy vẽ cái hàm 2x bình này lên, 2x bình nhá. Với x thì nó rơi từ -1 cho đến 4, -1 cho đến 4 đây. Rồi cái hàm của nó là như vậy. À, -1 cho đến 4. Đấy. Đây là hàm y nhá, y lớn á, y lớn rồi. Đấy. Như vậy các em thấy cái hàm y này nó phức tạp. Nó đổ dấu nè. Trong cái khoảng từ -1 cho đến 1 nó -1 cho đến 1. -1 cho đến 1 tại vì nó x nó âm mà. X nó có âm, nó khó cái là nó x âm mà y ở đây là phải dương. À, phức tạp cái này, x người ta cho âm. X người ta cho âm, x lớn cho âm. Nhưng mà y thì là biến dương. Đấy. Cho nên là ta phải tìm một cái sự ánh xạ, tức là một cái tương ứng ha, một cái tương ứng để ta phân đoạn ra. Như vậy x lớn, x nhỏ từ đi từ -1 cho đến 1 thì y sẽ đi từ 0 cho đến cái đoạn nhỏ này nè các em. Ta thế 1 vào đây thôi, phải không? Ta thế 1 vào đây thì đây chính là 2. X bằng 1 thì đây bằng 2 nè các em. Thì cái tương độ đây là 2 đấy, thì di chuột đây nè. Đấy. Tức là x từ -1 cho đến 1 thì y sẽ là 2. Còn x mà nằm từ 1 cho đến 4, tức là trong cái đoạn này nè, 1 cho đến 4 thì y nó sẽ nằm từ cái đoạn đây là 2 nè cho đến đây là 32. Tung độ này là 32 nè các em. Tung độ trên đỉnh thì đang di chuyển đây. Đấy. Nhá. Đó, trước tiên là vẽ cái hình để các em hình dung một cái tính chất của cái đồ thị nó là như vậy. Bây giờ đó, đây là thầy vẽ hàm y bằng 2x bình.
Bây giờ nè, nhớ cái hình nha các em. Bây giờ ta có nè, đầu tiên chứng minh đó là mật độ thì thầy nghĩ là đơn giản, các em tự chứng minh nhé, tự chứng minh. Lấy tích phân đi từ trừ 1 cho đến 4, trừ 1 cho đến 4, lấy cái này thế cận vào thôi, thì có thể các em có thể bấm máy được. Vinacan các em bấm máy các em thấy nó bằng 1, mà các em nói đây là chính là hàm mật độ, tại vì nó đảm bảo cái phần tích phân từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng bằng 1. Ở đây ta chỉ cần lấy trừ 1 cho đến 4 thôi, tại vì nó xác định ngoài ra hai cái đoạn bên ngoài nó bằng 0. Vậy đây chính là hàm mật độ, phải không các em? Bây giờ hàm mật độ của y ta phân tích như nãy thầy nói nha, thành hai khoảng như sau. Đấy, như nãy cái hình nhỏ đó, cái hình hồi nãy thầy vẽ đó, đồ thị đó, y nằm trong khoảng 0 cho đến 2 thì tương ứng ở bên này sẽ là x nằm ở trong khoảng trừ 1 cho đến cộng 1. Như nãy thầy phân tích đúng không? Rồi. Nhá. Thành hai khoảng. Khoảng này á thì giờ ta làm cũng y như là các ví dụ trước. Trong cái khoảng này nè, trong khoảng y này nè. Khoảng này nó hơi phức tạp là tại vì y dương mà x thì lại có âm ở đây, phải không? Nhưng mà không sao cả nhá. Ta cứ việc làm theo đúng định nghĩa. Theo đúng định nghĩa thôi. Rồi từ từ. Đụng đến đâu thầy sẽ giải quyết đến đó nhá. Đây nó hơi phức tạp, các em theo dõi nha. Cái dấu bằng này là hiển nhiên rồi. Đây thầy viết lại FI nè, nhớ lúc này là FI y lớn. FI. Dấu bằng này là do định nghĩa. Còn dấu bằng này tha thế, ta chỉ thay cái y bằng là 2x bình, phải không? Vào đây. Và ở đây ta lấy căn bậc 2 ở hai vế. Nhưng nó phức tạp một điều các em. Phức tạp nhá. Nếu mà căn bậc 2 mà hai anh này dương thì dễ rồi. Nhưng mà hai anh này một bên thì lại có âm, bên thì dương. Bên x này có âm mà, đây nè, x có âm nè. Cho nên ta lấy căn bậc 2 ta phải chú ý. Căn bậc 2 thì ta phải lấy dấu trị tuyệt đối, đúng không? Lấy căn bậc 2 thì thầy chia số 2 này xuống nhìn đây trước thì lấy căn bậc 2 lên. Cho nên x bình lấy căn ra thì nhớ là còn trị tuyệt đối của x, nó phức tạp cái khoảng này thôi. Phức tạp cái khoảng này thôi nhá. Như vậy thầy biết lại từ cái này, thầy biết dấu bằng này là do định nghĩa thôi. Định nghĩa, nhưng mà chú ý vì ở đây là x trị tuyệt đối. Cho nên x nó ở hai bên các em, x nó ở hai bên. Nếu mà x dương thì x dương thì nó ra cái này rồi, không có vấn đề gì. Còn nếu mà x âm thì ta phải lấy trị tuyệt đối của x nên nó sẽ là trừ x. Bên này là căn y trên 2. Đấy. Nhá. Bên này thì luôn luôn dương rồi. Còn nhớ bên này là nếu mà x dương thì nó là cái này, mà x âm thì ta phải là cái này. Như vậy là ở đây ta sẽ lấy đạo hàm hai vế các em. Ta sẽ lấy đạo hàm hai vế theo biến y. Như vậy ở đây nó phức tạp là nó có hai nhánh để ta lấy đạo hàm, hai nhánh để ta lấy đạo hàm. Đấy. Hai nhánh để lấy đạo hàm. Thì thầy nghĩ các em về nhà các em làm tiếp tục cái phần này nhá. Tại vì cái bài này nó hơi dài. Bài này hơi dài. Tiếp tục nhá. Các em lấy hai nhánh đạo hàm của cái này và các em cũng làm như cái ví dụ, hai ví dụ trước của thầy đó. Nhá. Rồi các em thế, ở đây người ta cho hàm cụ thể thì các em phải thế vào cụ thể để các em tính. Đấy. Ví dụ này khó. Ở đây thầy dành cái phần còn lại cho các em để tuần sau chúng mình sẽ gặp lại để thầy giải quyết trọn vẹn cái bài này. Thầy mong các em ở nhà làm bài tập để hôm sau chúng mình gặp lại thì thầy nói dễ dàng hơn, các em hiểu cũng dễ dàng hơn. Thầy nãy chào các em.